Chưa mà bà biết đấy. Lên nào. Khá là ướt, hơi bị trơn. Đến cạnh đây rồi. Tô Ong đây mọi người ơi, còn nguyên vẹn ơi.
khá là đẹp. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cũng có 7 tầng. Chị mưa nửa thế hả? Chị mưa nửa, chị bày đi hả? Tổ thứ ba này mọi người, nay bắt ba tổ ong bầu trời. Mỗi tội là hiện tại chưa đẹp lắm, không đẹp lắm mọi người ạ. Thời gian trước rất là đẹp, mảy đẹp. Ok, đã xong. Xin chào mọi người. Hôm nay đi săn ong ở cái khu này. Chỗ nương thông này các bạn. Nương thông mới trồng năm nay. Có một tổ ong đất vàng dưới này. Và mấy tổ ong bầu trời xem nào. Không biết là còn không, mọi người theo chân mình nhé.